Sau đây chúng ta cùng bước sang cái dạng bài tập số 4. Trong cái phần amin và amino acid, đó là cái bài toán đốt cháy. Thế thì khác với các hợp chất chứa CHO mà chúng ta thường đốt cháy ở các cái chương trước, thì cái trường hợp này là đối với amin là chứa CH và N. Còn amino acid thì ngoài CHO cũng có N nữa. Như vậy có cái N thì sản phẩm của nó sẽ có nitơ, khí nitơ. Thế thì ở đây ta sẽ viết một số cái trường hợp, nhất là tổng quát đối với amin. CXHINZ khi phản ứng với oxy. Thế thì CX có carbon thì ra CO2, có hydro thì ra nước và có N thì ra nitơ. Thế thì X carbon thì là XCO2, hydro thì là Y trên 2 nước. Còn nitơ là NZ, đây là N2 thì là Z trên 2. Thế còn oxy thì nó sẽ là 2X cộng với lại Y trên 2. Bây giờ không có y thì nó sẽ là x cộng với y trên 4. Đây là tổng quát nhất của amin. Thế còn với một số dãy, ví dụ như amin no đơn hở chẳng hạn. Đấy. Và cái thằng amin no đơn trực mạch hở. Công thức của nó là CnH2n cộng 3. N. À. Thì lúc này phương trình nó sẽ là CnH2n cộng 3n cộng với oxy. Thì nó sẽ sinh ra CO2, nước và N2. Các bạn cân bằng CN ở đây thì phải NCO2, 2n cộng 3 hydro. Bây giờ khi chia 2, chia 2 tức là N cộng với 3/2. Còn cái thằng nitơ nó sẽ là 1/2 thôi. N. Oxy ở đây nó sẽ là 2N cộng với 1N, nó là 3N. 3N cộng với lại 3/2, tất cả chia 2. Tất cả chia 2 nữa thì nó sẽ là 6N cộng với 3 chia 4. Thế thì đối với amin no đơn trực mạch hở ấy, thì các bạn thấy rằng là nước lớn CO2. Ở đây là N và đây là những N cộng 3/2. Bạn để ý một cái nhận xét ở đây là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Và nếu mình lấy cái số mol nước trừ đi số mol CO2 ấy, thì lúc này nó sẽ là bằng N cộng 3/2 trừ đi N, tức là bằng 3/2. 3/2 này thì nó lại bằng gì? 3/2 nhân với 1 là số mol của amin. Như vậy là cái hiệu này nó sẽ bằng 3/2 số mol của amin. Còn tổng quát đối với amino acid. Amino acid thì các bạn nhớ rằng nó là CX, HI, OZ, NT. Bây giờ khi mình đốt cháy với oxy thì CX carbon thì vẫn ra CO2, hydro thì vẫn ra nước, còn N thì ra N2. Mình cân bằng là CX thì là XCO2, hydro là Y thì là Y trên 2 nước, còn nitơ của chúng ta là NT thì phải là T trên 2. Cân bằng ở đây nó là 2X cộng với Y trên 2 oxy, nhưng mà phải trừ đi Z. Và ta chia 2, rồi cuối cùng nó sẽ là X cộng với Y trên 4 trừ Z trên 2. Là hệ số của oxy. Còn với cái trường hợp của amino acid no mạch hở có một nhóm NH2 và một nhóm COH. Đây cũng là cái amino acid đơn giản nhất. Thì chúng ta phải nhớ công thức tổng quát của nó sẽ là CN
H2N cộng 1 O2N. Thế thì đốt cháy cái thằng này, 2N cộng 1 O2N. Với oxy lúc này CN thì ra N CO2. Hydro là 2N cộng 1 chia đôi, tức là N cộng với 1 phần 2 nước, và phía sau vẫn là 1 phần 2 nitơ. Oxy thì đây nó là 2N cộng với N nữa là 3N cộng 1 phần 2. 3N cộng 1 phần 2 mà phải trừ đi 2, tức là 3N trừ đi 5 phần 2 và phải chia cho 2 nữa. Thì mình nhân lên 6N cộng 5 chia 4. 3N cộng 5 phần 2 tất cả chia 2 thì mình quy đồng lên thì nó sẽ là 6N cộng 5 chia cho 4 nhé. Thì trong trường hợp này các bạn thấy rằng là số mol nước cũng lớn hơn số mol CO2. Ở đây nó là N cộng 1 phần 2, ở đây nó chỉ là N thôi nhé, theo cái hệ số. Và lúc này nếu nước trừ đi CO2 nó sẽ bằng 1 phần 2. Và 1 phần 2 đó chúng ta có thể liên hệ đến cái số mol của amino acid ban đầu. Thì lúc này số mol nước trừ cái số mol CO2 thì nó là bằng 1 phần 2 số mol của amino acid. Amino acid. Đấy là một số cái phản ứng cháy tổng quát và một số cái quan hệ, nhất là các bạn để ý đến CO2 với nước. Ngoài ra trong cái phản ứng cháy thông thường thì chúng ta cũng có thể xử lý lưu ý một số cái định luật như bảo toàn khối lượng hay bảo toàn nguyên tố, hay là cái công thức tính một số ta có thể tính nhanh giả sử như là số carbon. Các bạn lưu ý rằng luôn bằng số mol CO2 chia số mol của hợp chất em đốt cháy. Có thể là amin, có thể là amino acid cũng được. Mình có thể tính được số hydro thì nó sẽ bằng 2 lần số mol nước chia số mol hợp chất đốt cháy. Còn bây giờ ta sẽ tính được số nitơ. Nitơ thì có trong N2 và số mol của N nó bằng 2 lần số mol N2. Và mình cũng chia số mol hợp chất. Thì mình sẽ tính ra được số nitơ. Thế còn oxy thì chúng ta có thể dựa vào tổng khối lượng hoặc là ta bảo toàn nguyên tố oxy ta suy ra trở còn lại nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ vào các cái ví dụ cụ thể. Chúng ta vào cái ví dụ số 1. Đài Trung học thông quốc gia năm 2017. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X bằng oxy thì thu được 1,12 lít nitơ, 8,96 lít CO2 các khí đo điều kiện tiêu